đảo Jeju, Hàn Quốc, một di sản thế giới được công nhận bởi UNESCO với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như chốn thiên đường. Nằm trong quần thể nghỉ dưỡng nổi tiếng trên đảo Jeju, Sunflower Clinic nổi tiếng tại Hàn Quốc cũng như trên thế giới về lĩnh vực ứng dụng công nghệ tế bào gốc trong các liệu pháp chống lão hóa và phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện. Để đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của khách hàng, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã ký kết hợp đồng hợp tác lâu dài với Sunflower Clinic Hàn Quốc. Tham dự lễ ký kết có sự góp mặt của bà Trần Thị Lý, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn của Y tế Phương Đông, Thầy thuốc nhân dân, Phó giáo sư tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thái Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Về phía Sunflower Clinic, có sự tham dự của ông Shu Ying Choi, Giám đốc điều hành, ông Mong Yen Kier, Phó Giám đốc. Theo hợp đồng hợp tác, các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu của Sunflower Clinic sẽ phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, mang đến cho khách hàng dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện, nha khoa implant và đặc biệt là chống lão hóa bằng công nghệ tế bào gốc. Hợp tác với Sunflower Clinic sẽ là nền tảng vững chắc đưa Bệnh viện Đa khoa Phương Đông trở thành địa chỉ uy tín, tin cậy trong lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Chúng tôi coi đây là bước đột phá quan trọng của bệnh viện. Vì từ những ngày đầu xây dựng chiến lược phát triển bệnh viện, Phương Đông luôn hướng tới những dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật đặc biệt, công nghệ cao mang lại sức khỏe, vẻ đẹp và trường thọ cho khách hàng. Phẫu thuật thẩm mỹ, tế bào gốc, chống lão hóa, nha khoa thẩm mỹ, v.v. là những dịch vụ đáp ứng được các tiêu chí nêu trên. Chúng tôi lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Phương Đông làm đối tác chiến lược bởi vì đây là một bệnh viện lớn, được đầu tư bài bản với hệ thống trang thiết bị hiện đại. Sự hợp tác này sẽ giúp khách hàng trước đây phải sang tận Hàn Quốc để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ thì nay có thể thực hiện ngay tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông với chất lượng tương đương tại Hàn Quốc. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông được xây dựng theo mô hình bệnh viện khách sạn cao cấp với đội ngũ bác sĩ chuyên gia hàng đầu, giàu kinh nghiệm, kết hợp với hệ thống trang thiết bị được nhập khẩu tại các nước có nền sản xuất thiết bị y tế nổi tiếng trên thế giới như Mỹ, Đức, Nhật, Hà Lan, có khả năng đáp ứng mọi dịch vụ khám chữa bệnh cho khách hàng.